cá hô rửa sạch để ráo nước và mình bắt chảo lên cho nóng chảo và bỏ cá vào chiên nha các bạn. Mình chiên chiên để sơ cá thôi nha các bạn, đừng có để chín quá nó không ngon. Và mình chiên thì kết quả thì nó như vậy các bạn. Cà chua khá nhỏ và ướp gia vị trộn đều. Trộn cho đều lên cho nó ngấm vào nha các bạn. Và mình bắt cái nồi lên để cho ráo nước và mình đổ một muỗng canh dầu. Muỗng canh dầu vào và để cho nó nóng lên và mình bỏ cái hỗn hợp này vào trộn đều lên nha các bạn. Và trộn đều lên. Trộn đều để khoảng 2 phút. Rồi mình để cho nó chín khoảng 2 phút và bỏ cá vào nha các bạn. Rồi các bạn nhớ để lửa vừa. Và sau đó thì đã 2 phút thì mình sẽ bỏ cá vào. Bỏ cá chiên vào nha các bạn. Cá chiên này thì mình chỉ chiên cho nó chín sơ bên ngoài thôi. Nên bỏ vào nó kho thì nó sẽ ngon hơn và hấp dẫn hơn nha các bạn. Và mình trở lên các bạn, mình trở cá lên lại. Lấy đũa và chở cá lại để cho nó ngon. Nồi cá thật là hấp dẫn luôn các bạn. Và mình trở cá lại một lần nữa nha các bạn, để cho cá nó chín đều. Nó rất là ngon. Nhìn nồi cá rất là hấp dẫn. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Các bạn nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video mới nha các bạn. Ăn miếng không có ghẻ đâu. Ăn miếng không có ghẻ đâu.